Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Host Nam Trung chặt đẹp Võ Hoàng Yến và Mầu Thủy khi xuất hiện tại buổi đầu casting Việt Nam Next Top Model 2019. Vào hôm nay ngày 25 tháng 9, vòng casting phía Nam của chương trình Việt Nam Next Top Model 2019 đã chính thức được diễn ra tại Grand Palace, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh dàn thí sinh đa màu sắc cùng chủ đề Be Unit hãy là duy nhất, sự xuất hiện của bộ ba giám khảo Nam Trung, Võ Hằng Yến, Mầu Thủy cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Đảm nhận vai trò host của Việt Nam Next Top Model 2019 là siêu mẫu Võ Hằng Yến. Cô xuất hiện với phong cách gợi cảm, cùng thần thái không thể lẫn được vào đâu. Đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn tại chương trình năm nay là quán quân Việt Nam Next Top Model 2013. Cô diện trang phục tông xuyệt tông với đàn chị. Chia sẻ về việc ngồi chung ghế nóng cùng Mầu Thủy, Võ Hằng Yến cho biết cô khá tự hào về học trò của mình. Đồng thời nữ siêu mẫu cũng tin tưởng việc Mầu Thủy từng là thí sinh bước ra từ cuộc thi nên sẽ hiểu và có sự hỗ trợ thí sinh tốt hơn. Đối lập với phong cách của hai giám khảo nữ, Nam Trung thanh lịch nhưng vẫn không kém phần nổi bật trong bộ suit vàng. Đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo trong mùa giải năm nay, Nam Trung hứa hẹn đây sẽ là một mùa giải chất lượng với sự xuất hiện của dàn thí sinh mang tiêu chí Be Unit. Buổi casting chính thức của Việt Nam Next Top Model 2019 được tổ chức tại hai miền Nam Bắc. Miền Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 và 26 tháng 9 tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Grand Palace. Miền Bắc vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại trung tâm tiệc và sự kiện Vạn Hoa Premium. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.